Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cho biết, một thầy giáo tại trường tiểu học Tân Xuân 2, huyện Hàm Tân đã thừa nhận hành vi dâm ô đối với 5 học sinh nữ đang học lớp 1 tại trường. Hiện thầy giáo này đã bị ban giám hiệu nhà trường ra quyết định tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng. Trước đó, phụ huynh học sinh tại trường tiểu học Tân Xuân 2 đã phản ánh và làm đơn tố cáo về việc thầy giáo LMH có hành vi dâm ô học sinh. Nhận được phản ánh, ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo sự việc lên cấp trên và tiến hành xác minh thông tin từ học sinh các lớp, đồng thời tổ chức họp và làm việc với gia đình học sinh cùng thầy H. Qua làm việc, thầy H đã thừa nhận hành vi sờ vào vùng kín của 5 em học sinh nữ, trong đó có 2 em đã thực hiện nhiều lần. Sáng ngày 17 tháng 4, Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định trưng cầu giám định y khoa và phối hợp cùng nhà trường, phụ huynh đưa các em đi giám định y khoa, nhưng chỉ 4 bé được gia đình đồng ý đưa đi giám định. Được biết, ban giám hiệu nhà trường cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thầy giáo này để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng.